Đúng 8 giờ sáng nay, Thủy điện Hòa Bình đã chính thức xả đáy một cửa với mức nước xả ra đạt 1.600 mét khối một giây. Mức nước này cộng với mức nước xả ra từ các tổ máy phát điện thì tổng mức nước xả ra đối với Thủy điện Hòa Bình trong sáng nay đạt 4.000 mét khối trên một giây. Theo Thủy điện Hòa Bình, việc xả đáy đối với một cửa thì nằm trong kế hoạch phòng mưa to ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày vừa qua, đặc biệt là được dự báo trong những ngày tới sẽ diễn ra hết sức phức tạp. Cái việc mà xả đáy đối một cửa như thế này thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến vùng hạ du. Và so với cái việc mà xả đáy 8 cửa của năm ngoái thì năm nay mới chỉ đạt được 1/8 mà thôi. Theo lãnh đạo Thủy điện Hòa Bình, việc mở một cửa xả đáy của Thủy điện Hòa Bình bắt đầu từ sáng nay với lưu lượng 1.600 m khối một giây sẽ làm cho mực nước tại sông Hồng khu vực Hà Nội tăng cao thêm 1,2 m so với ngày thường và cơ bản không làm ảnh hưởng nhiều đến dòng chảy tại các vùng hạ du. Chúng tôi khuyến cáo bà con nhân dân tất cả việc lệnh việc thao tác mở cửa xả chúng tôi thực hiện theo lệnh của ban chỉ đạo và tình hình diễn biến của mưa lũ. Khuyến cáo bà con nhân dân là có khi nhận được cái thông tin về Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ thì có những cái phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các phương tiện. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, việc xả đáy một cửa Thủy điện Hòa Bình sẽ kéo dài từ ngày hôm nay đến hết tuần sau. Để tránh lũ từ thủy điện xả xuống, suốt từ chiều ngày hôm qua đến trưa nay, ông Khoát cùng với 60 hộ dân làng Vạn Trái Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình đã phải liên tục di chuyển lồng bè về khu vực phường Thịnh Lang để trú ẩn an toàn theo yêu cầu của tỉnh Hòa Bình. Nghe được cái thông tin đấy thì chúng tôi đã chuyển viện từ chiều hôm qua cho đến giờ phút này thì nó cũng đã tương đối là ổn định rồi, nhưng mà cũng hơi vất vả suốt đêm. Cái thứ nhất năm nay chúng tôi theo kinh nghiệm của người dân đấy là cái hoa quả mà nó được mùa là hầu như là nước lớn. Cho nên là cũng chớm bắt đầu đến cái mùa mà gọi thông báo là có thể năm nay là ở cái vùng trên thượng lưu là xả lũ là mưa nó nhiều, cho nên là chúng tôi đã chủ động là chúng tôi là to nhỏ là chúng tôi cũng đã chủ động chúng tôi bán đi để nó giảm cái thiệt hại của thiên tai. Đến 17 giờ chiều nay, các ngành chức năng của tỉnh Hòa Bình đã đưa được toàn bộ 61 hộ dân Vạn Trài, khu vực thành phố Hòa Bình và 120 lồng bè nuôi cá trên sông Đà đến nơi an toàn. Chủ yếu là người dân Vạn Trài thì sống bằng nghề sông nước, có cái liên quan đến cái thủy sản. Thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động để bà con nhân dân làm sao coi như vậy là kiểm tra cái chất lượng cá, đồng thời nếu tiêu thụ được là tiêu thụ, còn nếu không tiêu thụ được thì phải đưa vào một cái nơi an toàn. Ví dụ như khe rạch sông suối để đảm bảo cái môi trường nước cho cá sống được. Và bây giờ tại thời điểm này thì bà con đang tập trung coi như vậy là đang theo dõi nước mức nước sông Đà, độ nhão, độ loãng như thế nào để bà con di dần vào trong đó. Để bà con yên tâm tại nơi ở mới, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương cung cấp điện, nước và các nhu yếu phẩm cần thiết để bà con yên tâm cuộc sống. Kiên quyết không để người dân trở lại nơi cũ khi thủy điện còn xả lũ. Tuy nhiên, về lâu dài, tỉnh Hòa Bình cũng cần phải tính đến phương án bố trí đất đai để bà con Vạn Trài có nơi sinh sống ổn định, an toàn.